một câu hỏi đặt với anh hưng như thế này quay lại cái cái tình trạng ở việt nam chúng ta à, trong một cái bối cảnh như thế này ví dụ như à, một công ty em có một công ty đi công ty nó vừa mới thành lập hai à, ba năm gì đó và một công ty mới vào thị trường nhưng mà cái thị trường đó đã có những ông lớn đã tham gia vào rồi và những ông lớn đã hầu như đã chiếm hết rồi vậy thì mình là cái người mà mình mới vào thị trường đó vậy thì mình làm thế nào mình có được những cái chiến lược cạnh tranh hay là mình làm thế nào mình cạnh tranh với những cái ông lớn hay hay nói là cạnh tranh với người khổng lồ ấy thì theo anh Hưng có những cái lời khuyên nào đối với những người đi sau như vậy không? Cảm ơn anh Luông, câu hỏi khá là hay. À, tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái phần dẫn của anh Luông về về đặt vấn đề mà tức là thế nào gọi là số 1, ai là số 1 đó. thì chúng ta cũng biết rằng là trong luật cạnh tranh ấy và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì hiện nay trong hầu hết tất cả các quốc gia bao gồm cả Việt Nam thì đều cấm quảng cáo cái từ số 1. Đúng không? Chúng ta biết cái điều đấy không? Nếu chúng ta quảng cáo là tôi là ví dụ, nước uống số 1 là chắc chắn là không được. Nhưng năm one ăn thì được. cho <laughs> nên không cái ông năm bầu ăn ông rất khôn, ngày xưa ông lách rất là khôn, ông biết cái luật đấy cho nên ông đặt tên ông là năm bầu ăn luôn. Đúng không? Cho nên là bây giờ muốn con mình là số 1 thì mình đặt muôn mình là nhất. Đúng không? Lúc nào là anh nhất? Anh là ai? Tôi là nhất. Đúng không? anh tên gì tôi nhất <laughs> đúng không đặt luôn nhất thế là thôi lúc nào là số 1 thế thì thế thì đúng là nếu như về trong thị trường đã chúng ta phải lưu ý rằng là trong nếu chúng ta nói về cạnh tranh thì chúng ta phải hiểu một cái khái niệm trong kinh tế học người ta gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo chúng ta tìm cái thuật ngữ này nhá thế nào là một thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó có nhất rất nhiều cái cái tiêu chí ABC nhưng mà đại ý tôi nhớ rằng là là một kỳ trường thị trường mà ở trong đó cái không cái rào cản nhập ngành nó không phải là quá khó khăn có nghĩa là 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 thị trường cạnh tranh hoàn hảo là ai cũng có thể nhập ngành được nhập ngành và ra khỏi ngành tương đối dễ dàng không có một ai là lít không có một ai tức là chiếm chi phối thị trường mà trong luật cạnh tranh của mỹ họ cũng chống cái việc là chống độc quyền việt nam chúng ta chưa có cái luật trong luật cạnh tranh chúng ta chưa có luật chống độc quyền nhưng mà ở mỹ mà nếu mà một công ty nào đó mà có thể vượt trên 30% thị phần là bắt đầu bị đưa vào diện để theo dõi trên 50% là có thể phải phải chia tách để để tạo một cái thế là, là như vậy nó sẽ độc quyền nó khiến cho là không có lợi cho khách hàng đúng không và người tiêu dùng đấy thì với những cái một số cái tiêu chí như vậy thì khi chúng ta nói về cạnh tranh chúng ta phải nói về một cái một một cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo còn nếu một thị trường không cạnh tranh hoàn cạnh tranh không hoàn hảo ví dụ như có độc quyền ví dụ như là có trợ giá ví dụ như là có những yếu tố lợi thế đặc biệt mà những người khác không có không thể có được mà không phải bằng cách là tạo ra những cái qcds như tôi nói ở trên Đúng không? Thì chúng ta rất là khó nói. Thì vì vậy cho nên là tôi mới nói rằng là ưu thế cạnh tranh lớn nhất là để đặt được mình vào vị thế không phải cạnh tranh. Tức là độc quyền. Đúng không? Mà độc quyền thì không còn là thị trường cạnh tranh hoàn hảo nữa, cho nên ta không nói đến ở đây. Thế thì trong cái trường hợp như vậy thì cái phạm vi cái khả năng gọi là vũ khí sử dụng cạnh tranh của chúng ta nó bị yếu đi rất nhiều. Nó không được gọi là thoải mái thi triển công phu nữa. Nhưng thành công rất lớn trong cái việc là tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh khá đặc biệt về giá. Đúng không? cạnh tranh khá là được về, về giá tất nhiên tôi có lẽ nó không đủ uh... có lẽ là sẽ không không thể nói hết được với các bạn là cái thủ thuật đó là gì nó rất nhiều cách nhưng mà nếu mà cái mà chúng ta nhìn thấy đó là là chúng ta hiểu rằng hàng không giá rẻ là một thủ thuật điền đầy điền đầy thì là là mới có lợi thế về giá được đúng không không có cái chính sách mà gọi là giá vé cuối và không có những chính sách mà bán giá kiểu như một đô rất ít đúng không hiện nay đang dám bán giá rất rẻ là bán giá gì sau bay sau 9 giờ đêm hoặc là bay trước 6 giờ sáng thì giá rẻ còn 1 phần 3 đâu Hà Nội Sài Gòn nó còn đâu chưa đến một triệu ví dụ như thế nhưng mà bay vào giờ rất là khan hiếm bây giờ rất là đặc biệt lúc đấy là chỉ coi là đằng nào máy bay bay không chẳng hạn như là bay hết ra Hà Nội rồi ngày mai có chuyến đầu ở Sài Gòn thì phải bay sớm về về Sài Gòn để mà trả máy bay về bến để mà gọi là gọi là như chúng ta gọi là tàu về bến đấy đúng không ạ? hay xe về bến ấy, thì ai lên chả được thế nhưng họ vẫn giữ một cái giá rất là cao vì cái định vị của họ khác là hàng không 4 sao chứ không phải hàng không giá rẻ nó như vậy thế thì trong trường hợp đó ngoài cái việc là dùng mọi thủ thuật để mà tăng hệ số điện đầy bao gồm cả một thủ thuật rất là khiến nhiều người khó chịu vâng chính xác đó là thủ thuật trễ giờ đúng không? đủ là lý do nhưng chẳng qua là máy bay chưa đầy nên chưa chạy thế rồi đúng không Chưa bay chúng ta thấy cái xe khách nó cứ vòng 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 nó gọi là xe dù ấy nó cứ vòng 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 đón khách có khi đến mấy tiếng đồng hồ nó không chạy đúng không bảo là xe 8 giờ chạy nhưng ngồi lên cái là, là nó cứ vòng 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 xong là cứ có người lên xong mấy ông bực quá tôi bãi chạy chạy tôi xuống đây Thực ra mấy người ngồi ban đầu ấy là mồi, chim mồi Khách nhìn thấy đông đông rồi là nhảy lên để định đi Nhưng mà đến lúc đi một vòng xong rồi mấy ông khách có khách mới lên là mấy ông khách cũ lại nhảy xuống Thế là mãi lúc nào chỉ được 70% mãi chưa tới đầy gì cả Đúng không? Rất nhiều thủ thuật Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là thủ thuật Đây là đối với hàng không giá rẻ thì cái cạnh tranh là là bằng giá cho nên là cái thủ thuật điền đầy Nhưng có một cái thủ thuật nữa cực kỳ đặc biệt mà tôi có nói Mà vừa nãy một bạn nào đó bên này phát hiện ra đó là thủ thuật về chi phí vốn cái công ty mà đang thuê máy bay ấy, là công ty ở Singapore nơi mà một cái thị trường vốn cực kỳ phong phú, đúng không? Không đặt mua trực tiếp máy bay hoặc là có mua thì rất ít mà họ thuê qua một công ty của Singapore mà công ty của Singapore đó thì có thể vẫn là cùng một chủ sở hữu, tôi không biết chắc nhá, không đúng. <laughs> ok, đúng không? Nhưng chúng ta hiểu rằng là một cách đi như vậy nó sẽ tạo ra một cái lợi thế rất lớn về về chi phí vốn. Mà thuê thuê lại thuê ướt, thuê ướt tức là bao gồm cả là gì là cả phi công, phi hành đoàn, cả duy trì bảo dưỡng, cả bảo hiểm máy bay cả nhiên liệu tất cả các thứ liên quan đến việc vận hành máy bay đều thuế hết đúng không và tất cả những cái chi phí đó được chuyển sang một cái đất nước mà có chi phí những cái đó rất là rẻ đúng không chỉ cái gì không thể chuyển đi được họ mới họ mới dùng chi phí ở Việt Nam thôi thì đó là những cái thủ thuật mà để để chúng ta cạnh tranh tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh thế thì như vậy ở đây có nghĩa là gì là trong một cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì cái vị thế dẫn đầu thông thường ấy, là nó không không thể là mãi mãi thế nhưng cái người dẫn đầu sẽ có cái vấn đề của người dẫn đầu là ví dụ như là nó không được linh hoạt đúng không nó không linh hoạt không nhanh và nếu cái người vị thế dẫn đầu nó bị phụ thuộc vào một số ít cá nhân thì điều đấy còn nguy hiểm hơn nữa ngay cả bản thân điện thoại iPhone bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là cái iPhone 11 ra đời đúng không chúng ta thấy nó đây là nó, nó nó ví dụ đi cái iPhone 11 ra đời thực ra về mặt công nghệ chúng ta thấy có gì mới không không có gì đúng không thêm mỗi cái ống kính góc rộng iPhone 10, iPhone 8 đã có hai ống kính rồi đúng không? Bây giờ chúng ta thêm được mỗi cái ngày xưa là ống kính góc zoom zoom nữa thôi Thu, zoom nhưng mà zoom mà là gọi là zoom digital tức là zoom kỹ thuật số chứ không phải zoom bằng ống kính thế thì bây giờ nó đẻ ra ba ống kính là ba ba cái ba cái độ mở ba cái ống kính góc góc mở khác nhau bây giờ thêm cái góc rộng không phải năm thế thôi thế còn đó, tất cả những tính năng hầu như không có gì mới cả nhận diện khuôn mặt đã có từ điện thoại iPhone X thế nhưng tại sao nó vẫn bao nhiêu người khao khát mong chờ Tại sao người ta vẫn phải xếp hàng cả đêm để mua cái điện thoại đầu tiên về Việt Nam Với giá tới lúc đấy đầu tiên về tôi nhớ ở Việt Nam là tôi khoảng 4 ngàn đô đúng không ạ Gần 90 triệu Những người đầu tiên ở Việt Nam đã cầm được iPhone 11 Mà chỉ cần đến 2-3 ngày hôm sau bắt đầu là hàng chính thức về rồi thì tụt ngay xuống còn 4-50 triệu Và bây giờ thì tụt xuống còn khoảng 34 triệu Đúng không Tại sao lại như vậy Trong khi chả có gì mới cả Ok Các bạn nghĩ xem tại sao Tại sao người ta vẫn lao người ta mua như vậy hiện tượng hiệu ứng xã hội đúng không? OK hình ảnh xã hội đúng không? cũng là một cái thì đó là một cái mà mà các bạn sẽ tìm ra câu trả lời hiệu ứng xã hội hay là hình ảnh của bản thân cũng là một cách giải đáp đúng không? Thói quen dùng tiêu dùng cũng là một cách giải đáp thậm chí là người ta có khát khao có bằng được như trên báo tôi vừa mới đọc là thậm chí có một cô gái ở bên có những cô gái ở bên Trung Quốc là thậm chí là bán cả cái ngàn vàng đi để mua cái có mấy trăm đô. Đổi cái điện thoại có mấy có mấy ngàn đô. Đúng không? Nó nó nói ví dụ như vậy thì tức là cái 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 gọi là cái cái này nó là một cái sự thể hiện của con người chứ không phải vì công năng sử dụng. Công năng sử dụng bởi vì sao? iPhone X nó đã có đến 512GB rồi. Công suất các thứ phần mềm nó chả khác gì cả. Đây được thêm mỗi cái 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 cái, cái góc chụp rộng thêm một tí thêm một cái một cái ống kính mà nó đắt đến như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng là gì nó để tạo ra một cái để tạo ra một cái vị thế dẫn đầu nó rất là khó khăn nhưng không phải là không bị đánh đánh bẹp không phải không không phải là bị đánh bại cho đừng hoảng sợ tôi cho rằng là iPhone sau Steve Jobs sau tức là hậu Steve Jobs đang có khá nhiều vấn đề tôi cho rằng như vậy Steve Jobs ngày xưa ấy là người ta ông ấy đầu tư vào R&D khủng khiếp luôn tức là cái kho tàng về R&D những cái phát minh những cái ứng dụng vào trong cái điện thoại của của Steve Jobs có thể còn dùng tới nhiều năm sau mà đúng ông ấy đã chứng minh rằng cho đến nay cái người lại kế nhiệm của ông ấy đang vẫn còn đang dùng những tất cả những cái gì mà Steve Jobs nói từ ngày xưa bây giờ đang được hoàn thiện và được đưa vào ứng dụng còn có ra được cái gì đó mới hay không thì hiện nay có gần như không chưa nhìn thấy đúng không cho nên là duy trì lợi thế dẫn đầu là creative iPhone được coi là một một cái, một cái hãng điện thoại mà cực kỳ sáng tạo luôn luôn có cái mới người ta khát khao mong chờ đấy và cái lý do tại sao mong muốn có được đầu tiên là là cái lý do đó những người đam mê những tín đồ công nghệ người ta đã trải qua nhiều đời iPhone từ iPhone 4 cho đến nay đúng không người ta khát khao rằng là iPhone 11 phải có cái gì đó thực sự là là đột phá khác biệt như là quảng cáo nhưng thực sự thì tôi nghĩ rằng các khách hàng mua iPhone 11 khá là thất vọng mặc dù là tôi không tôi không tôi cũng đang dùng nhưng mà dùng để review đúng không dùng để review và để đánh giá nó thế nhưng mà rõ ràng là, là là thực tâm mà nói thì cái vấn đề đang tôi đang nói riêng ở góc độ là công nghệ tôi đang nói về các tín đồ công nghệ thì họ sẽ không cảm thấy được hài lòng lắm không được thỏa mãn lắm như kỳ vọng thế nhưng ở góc độ khác như bạn vừa nói đây thì ở góc độ về thỏa mãn về địa vị xã hội đẳng cấp xã hội tao là người đầu tiên có nó tao phải dùng cái điện thoại này kia thì ok rất fine ổn đúng không thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ về nó Thế còn làm thế nào để đánh bại được những ông ông đó thì nói một cách loại một lần nữa chúng ta lại phải tìm ra được cái cái lợi thế của mình nhưng tôi chỉ muốn nói ở đây là gì chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng là những ông to ông không có vấn đề ông to rất có vấn đề mà gọi là có một cuốn sách là big company big trouble tức là những công ty lớn thì vấn đề lớn, lớn. đúng không ạ càng lớn càng nhiều vấn đề chứ không phải không vấn đề đâu thì đó là một cái mà để chúng ta tìm ra được cái 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 cái, cái, cái khe thị trường của chúng ta mà cái như tôi nói càng lớn thì nó càng cồng kềnh nó càng khó linh hoạt bởi vậy cho nên những công ty vừa và nhỏ thì lại có một cái lợi thế hơn thứ nhất là chúng ta có thể cắt giảm được rất nhiều những cái chi phí về quảng cáo liên quan đến uh, truyền thông quảng cáo chúng ta có thể cắt giảm đến những chi phí liên quan đến hệ thống phân phối khổng lồ của những cái tập đoàn lớn chúng ta có thể cắt giảm được những cái bộ máy back office một cách không cần thiết ở cái tuổi chúng ta đúng không ạ và chúng ta làm sao xẻo nó đi cắt nó đi chúng ta vẫn có thể có cơ hội thực ra thì iphone đang là một công ty có thị phần lớn trong cái mảng điện thoại smartphone đúng không nhưng không phải là là không có đối thủ kè kè bên cạnh đó là Samsung đó là LG đó hai hãng còn lại thứ thứ nhất là là, là Apple thứ nhì là Samsung và thứ ba đang là LG thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái 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 sự cạnh tranh nó rất là bám đuổi rất là sát sạt thế thì nếu chúng ta đưa ra một cái sản phẩm mà chúng ta không xác định được cái đó như là cái ông gì smart ở Việt Nam ấy ông gì phone gì ở Việt Nam ấy đúng không rồi các bạn nói cho tôi cũng nói nhá <laughs> Đúng không? Thì thì những cái ông đấy nếu mà chúng ta lao thẳng trực diện vào những cái ông lớn kia mà chúng ta không nhìn thấy một cái loại thế, chúng ta chết. Ở cái phân khúc đó thì chúng ta phải biết rằng là cái phân khúc đó người mua khách hàng người ta mua người ta mua vì thương hiệu. Mua vì cái tự sự tự hào xã hội. Đúng không? Có thể ai đó ở Việt Nam sản xuất một cái sản phẩm tương tự để đánh vào một cái một cái một cái, một cái gọi là lòng yêu nước. Đúng không? Nhưng lòng yêu nước thì có yêu bằng tính mạng bản thân mình không? Đúng không? Hôm nọ tôi ngồi với anh Phước, anh ấy đưa ra một thuật ngữ gọi là water lover <laughs> Nhà yêu nước đó, Thì nếu chúng ta đi thẳng vào cái phân khúc đó mà chúng ta không có được một lợi thế hơn Thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ chết Vì họ đã, đã đi sâu vào tâm trí khách hàng rồi Định vị được trong lòng khách hàng đã khó rồi Nhưng mà thay đổi cái định vị đó sang một cái khác Là một cái khó hơn rất nhiều, chi phí tốn rất nhiều Vì vậy tôi khuyên đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhá, Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta hãy tìm cho mình một cái phân khúc khác Nên tránh nên tránh còn khi nào chúng ta lớn sát sạt thì để cho mấy ông lớn để đánh nhau kệ các ông ấy chúng ta đừng dại gì mà mang trứng chọi đá đừng mang dại gì mà mà chúng ta doanh nghiệp vừa nhỏ đi chọi thẳng vào cái phân khúc của những ông to hay làm sao nhỏ đã lớn dần lớn dần Là lượng sức mình tương đối là đủ rồi đúng không ạ một bảy một mười thì chúng ta nên chọi chứ còn một mới một với là hai mà chọi với mười thì chắc, tôi nghĩ là chắc là bành sắc pháo đúng không ạ chúng ta cạnh tranh bằng giá người ta bán rẻ hơn đúng không ạ cạnh tranh bằng công nghệ là còn đắt đỏ hơn nữa công nghệ luôn luôn đi trước công nghệ luôn luôn là là cực kỳ rủi ro nếu đầu tư vào R&D và công nghệ cạnh tranh vào delivery phát triển vào một hệ thống phân phối lớn chùm bao chùm không có khách hàng thì sao đúng không ờ, dịch vụ thì tốt bảo vâng dịch vụ tốt nhưng dịch vụ tốt kèm đồng nghĩa với lại tốn kém còn chưa kể là định vị customer insight như tôi nói kéo khách hàng từ cái thằng này sang cái con kia là cực kỳ khó khăn đúng không thì thì uh, chắc là cái này chắc nó phải có cái case cụ thể để để mổ sẻ thì có thể nó sẽ thú vị hơn ok vừa nãy thì nghe Sát hưng nói một cái từ về công nghệ thì em cũng muốn hỏi câu hỏi này cá nhân thôi có nghĩa là gần đây chúng ta nghe nói công nghệ 4.0 rất là nhiều ngày mai chúng ta có một buổi nói về chuyên về cái đó nhưng mà hôm nay muốn hỏi trước với sắc hưng như thế nào có nghĩa là công nghệ 4.0 thì bây giờ nó phát triển cũng rất là nhiều rồi thì theo anh ấy ở việt nam mình những doanh nghiệp này có thể xuôi theo cái chiều đó hay là cách nào đó mình tạo lợi thế được hay không hay là mình dưới thế người ta hay là mình trên thế về cái điều đó mình có cái gì đó để mình 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 tận dụng công nghiệp 4.0 để tạm làm cái lợi thế cho mình nữa hay không? Phải hiểu đúng về 4.0 một chút. Thực ra cái 4.0 nó không hẳn là có một cái gì đó nó bùng bung phát ngay sang ai, tự nhiên mở mắt ra nó 4.0. Cái bộ sự chuyển biến của nó rất là rất từ từ trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy cho nên là cái ông Stroger là tác giả của cái cuốn Cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, ông là chủ tịch của cái diễn đàn kinh tế thế giới, người Đức. Ông viết cuốn sách đó. Và sau khi ông viết cuốn sách đó thì cả thế giới đều mặc nhiên thừa nhận rằng đúng là chúng ta đang có một cách mạng công nghiệp 4.0. Phải hiểu rằng Industrial Revolution tức là cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng trên nhiều lĩnh vực trong đó có công nghệ. Chứ không phải là chỉ có công nghệ 4.0. Công nghệ 4.0 đúng nhưng không phải là cuộc cách mạng mà chúng ta đang nói đến đây. Nó có rất nhiều lĩnh vực có cả y tế, y học, và vũ trụ, nguyên tử, vật lý. Đúng không? Kể cả trong nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản, người ta cũng có những cuộc cách mạng rất lớn trong lĩnh vực này thì uh, ví dụ như là siêu dẫn hay là siêu tốc thì cũng là những cuộc cách mạng thực sự luôn thì nói thì nó rất là rộng nếu mà nói về 4.0 thì chắc là ngày mai còn cả ngày cơ mà đúng không ạ thì tôi không nói nhiều về 4.0 nhưng cái việc ứng dụng 4.0 những cái thành tố của cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như tôi vừa nói thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta không có một lợi thế về tiên phong phải nói luôn nhưng hãy cố gắng để chúng ta không phải là một cái vật tế thần trong cái cuộc cách mạng này hãy cố gắng như vậy hãy bắt kịp bắt kịp nó theo cái nghĩa là chúng ta hiểu về nó một chút thế thì trong cái cái mà gọi là công nghệ 4.0 thì thường chúng ta hay nghe đến nhắc đến bốn cái bốn cái chính tức là nghe nhiều nhất một là gì là iot internet vạn vật đúng không hai là gì trí tuệ nhân tạo ba là gì gì nữa big data ok dữ liệu lớn và bốn là blockchain công nghệ sâu chuỗi đúng không thì bốn cái công nghệ này nó được tạm thời được coi là cái lĩnh vực về công nghệ gọi là như ngày xưa chúng gọi là it đấy information technology ấy, thì nó phụ thuộc về cái lĩnh vực về công nghệ thế còn ấy, ngoài cái bốn những lĩnh vực liên quan đến công nghệ và và không phải là chỉ có bốn đâu còn nhiều thứ nữa nhưng mà tạm thời hiện nay người ta coi rằng bốn cái thành tố gọi là bốn cái chân kiềng lớn nhất của cái lĩnh vực công nghệ trong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là bốn yếu tố đó thế còn trong vật lý thì hiện nay những vật lý về nguyên tử rồi những vật lý về công nghệ chẳng hạn như công nghệ in 3D đúng không? 3D printing hiện nay người ta in ra cả cái nhà luôn rồi. Trung Quốc nó vừa in một cái nhà mất 45 ngày in một cái nhà 400 mét vuông, một trệt hai lầu và có cả tầng hầm. In nhá, full ấy, in full ra cái nhà. Công nghệ in 3D. Còn chúng ta thì mới in được mấy cái mẫu để làm biểu vật tượng trưng trang trí hay mấy cục giấy chặn bàn. Đúng không? Thế thì chúng ta hiểu rằng là những cái đó nó sẽ tác động thế nào đến 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 đời sống của chúng ta IOT thì rất nhiều người cứ nói IOT thậm chí là cả một cái thương hiệu cực kỳ lớn của Việt Nam một trong top 70 thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong một cuộc cách cuộc hội thảo về đón đầu xu hướng công nghệ 4.0 thì ông ấy nói rằng là ở nhà máy chúng tôi là sản xuất là hiện nay là tất cả đoàn robot điều khiển từ xa IAP nọ kia mà kính thưa bác cái đấy là 3.0 rồi. Đúng không? Tự động hóa là 3.0. Đúng không? Điện, điện 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 khí hóa là 2.0. Còn cơ khí và hơi nước là 1.0 đúng không ạ thế thì bây giờ là không phải là là tự động hóa với robot là đấy không phải là là 4.0 hay là có mấy cái trang web bán hàng online không phải là 4.0 đúng không không phải như vậy cái đấy xưa rồi web là web 2.0 chứ không phải là web 4.0 nhưng IoT ở đây là gì là internet phản vật nó khác hoàn toàn với lại cái việc mà internet connect connectivity chúng ta dùng wifi chat chit nhắn tin với nhau viber rồi các thứ vân vân không phải là 4.0 đúng không không phải 4.0 đó là ví dụ cái mà gọi là gọi là 4.0 trong IoT thông thường người ta hiểu nhất đó là gì là những cái hệ thống điều thống điều khiển thông minh và tương tác giữa vật với vật thông qua nền tảng internet cho tạm hiểu là như vậy có đúng không ạ đấy thì internet nó sẽ giải quyết cái tất cả những vấn đề tương tác với nhau giữa những cái vật thể tưởng chừng như không liên quan đến nhau đấy thì đấy là chẳng hạn như là bây giờ cái khóa cửa mà smart lock mà dùng dùng IoT ấy đã nhận biết được đâu là người quen đâu là người lạ để mở cửa hay không mở cửa đấy. Và nó sẽ thông báo cho chúng ta biết rằng là hôm nay là chúng ta nhà có khách. Bây giờ anh khách không có nhà, anh luôn đến nhà tôi chơi, đúng không? Thế thì anh đứng trước cửa tôi một cái là tôi biết là anh luôn đã đến nhà chưa và tôi dùng điện thoại di động của tôi tôi có thể mở được khóa cửa. Từ điện thoại di động của tôi, nói ví dụ như thế. Hoặc là tôi sẽ đặt một cái lịch là đến cái giờ này giờ này, đúng không? Thì là cái cây nhà tôi sẽ được tưới nước và nếu mà tôi sang Israel, thôi tôi sang, đang đi nhậu với cả bạn bè, thế là tự nhiên nó rút điện thoại ra nó cứ bấm bấm bấm, thì mình hơi khó chịu là tại sao là bấm bấm thì nó bảo tôi xin lỗi có một cái gì đó trục chặt với lại cái hệ thống tưới cây ở nhà tao là để tao mày chờ tao một tí, bây giờ tao phải thực hiện manual tức là tưới tưới cây bằng tay, nó bảo tao phải manual uh, uh, watering thì mình cứ tưởng là, là là nó phải chạy về nhà để để nó tưới cây, hóa ra không phải, đáng nhát đặt lịch là tưới tự động nhưng bây giờ nó trục chặt gì đó, nó nhìn nó thấy chưa thấy tưới, mà cái hệ thống cảnh báo này bảo là cây đang bị khô thế nó ngồi nó tưới tự động tức nó bấm từng cái van một trên điện thoại di động của nó đấy là tưới cây bằng tay <laughs> đúng không thì đó Israel là thực sự như vậy luôn đấy đấy thì ở nhà tôi hiện nay là nếu chứ không có cái đấy thì không phải ở nhà tôi hiện nay cũng có tưới cây tự động nhưng mà không thể dùng tưới cây bằng tay qua điện thoại di động được mà chỉ là một cái hệ thống van có cảm biến và đặt lịch đặt giờ tưới cây còn nếu mà tôi đi vắng thì bây giờ tôi không biết ở nhà thực sự cái van đấy nó tưới chưa hà nội đang mất nước đúng không hiện nay là toàn dân đang hứng thế cho nên là 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 là, là chưa phải là IoT cái tự động hóa đó lập trình đó chưa phải IoT chưa phải 4.0 thì chúng ta hiểu một cách đúng đắn hơn một chút về cái lĩnh vực này nhưng tôi khuyên rằng là các doanh nghiệp nếu không phải là một doanh nghiệp thực sự làm về công nghệ mà phần lớn chúng ta đều là đứng đưa những ứng dụng công nghệ vào trong cuộc sống và đời sống của sản xuất của chúng ta thì chúng ta cứ đừng quá là cái gì nói 4.0 cái gì nó chúng ta hãy từ từ 2.0 đi đã 3.0 đi đã rồi từ từ chúng ta bước sang 4.0 bình tĩnh. Đúng không? Cứ bình tĩnh. Thế còn cái việc mà đón đầu 4.0 là một cái thứ rất là rất là tốn kém và xa xỉ. Chúng ta hãy cứ chờ cho họ làm đi đã rồi chúng ta ứng dụng, nghiên cứu để ứng dụng nó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thích hợp hợp với phần lớn Việt Nam. Việt Nam chúng ta uh, thực sự mà nói thì không có lợi thế lắm về 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 cơ khí và những cái vấn đề về liên quan đến công nghệ và sáng tạo. Phải nói thực sự là như vậy. Chúng ta không không phải là một lợi thế. Chúng ta có lợi thế ở những lĩnh vực khác. Hãy tìm cái gì chúng ta để mạnh. Bây giờ quốc gia đứng thứ nhì trên thế giới hiện nay về phát triển công nghệ là chính là công bạn láng giềng của chúng ta. Chính là bạn láng giềng của chúng ta. Rất nhiều giải thưởng, rất nhiều bằng sáng chế liên quan đến đến phát minh, đặc biệt là trong về trí tuệ nhân tạo và và dữ liệu lớn, blockchain. Trung Quốc đi rất xa. Họ chi tới hàng trăm tỷ đô la một năm cho đầu tư cho công tác nghiên cứu. Đúng không? Hàng trăm tỷ. Tất nhiên, hàng trăm tỷ vì sao họ GDP họ mười mấy ngàn tỷ cơ mà. Thì bỏ trăm tỷ có vấn đề gì đâu đúng không thì giống như bởi vì chúng ta chỉ có một gdp chúng ta chỉ có 200 tỷ thôi cho nên là chúng ta thấy nó bỏ ra mấy tỷ nó khó khăn cho nên thực ra là đó là một cuộc đua của những người nhà giàu phải nói luôn như thế cuộc đua công nghệ là cuộc đua của nhà giàu cho nên chúng ta chưa thực sự giàu có chúng ta đừng chơi đồ công nghệ đấy là lời khuyên của tôi à, vâng chắc tiễn xe xuống phần bên dưới ha anh chị nào chúng ta có câu hỏi chúng ta sẽ giơ tay lên sau đó luôn sẽ à, anh chị cố gắng đặt đúng chủ đề nha đừng đặt lan man nhé mất thời gian nhé à, xin mời xin mời anh đi ạ à, trước hết em xin cảm ơn anh luôn và deverish đã tạo ra một sự kiện rất là húi và cảm ơn anh Hương đã có đến đây và chia sẻ rất là hay à, em xin giới thiệu em là hà thì em đang có một câu hỏi này rất là thực tế đối với cái cái công việc kinh doanh của em hiện tại thì uh, may mắn là em đang làm một cái uh, startup mà startup về công nghệ mà bọn em lại là người uh, đầu tiên trong thị trường uh, startup của bọn em thì lại giải quyết một vấn đề rất là cần thiết cho xã hội uh, và vấn đề này là đã được uh, thực hiện ở một vài nước rồi đặc biệt ở đông nam á được một vài nước rồi uh, đã thành công thì uh, với một cái, uh, cái 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 thị trường một cái cái, cái 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 tình huống như vậy thì bọn em phải làm những cái gì để chuẩn bị cho sự cạnh tranh sắp tới Um, nếu như cái mô hình kinh doanh của bạn nó đã đã được nghiên cứu ứng dụng thành công rồi thì bây giờ chúng ta đưa về ứng dụng ở Việt Nam đúng không Ok. Đây là một câu hỏi rất là hay vì là khi nói về startup ấy, thậm chí bây giờ có những cái người đang nghiên cứu mà làm làm làm, làm luận án tiến sĩ về về vấn đề các cái mô hình startup ở Việt Nam ấy. Rất là hay. Ví dụ như là Uh, Uber người ta ra cái mô hình chia sẻ ô uh, tô rồi chia sẻ phương tiện rồi thì Grab ra sau rồi Goviet Việt ra sau rồi Gojek ra sau thì có phải là Start-up nữa không? Đúng không? Đấy, nó cái câu hỏi rất là hay. Airbnb ra rồi Việt Nam có thêm Luxstay còn sao không? Có có vấn đề gì không ổn không? Không, không sao cả. Chúng ta vẫn cứ làm tốt. Tôi nghĩ rằng là khá tốt nếu như mà Việt Nam chúng ta chưa ai làm và đã cái mô hình đó bởi vì trong Start-up ấy, thì một trong những cái điều quan trọng nhất của startup là phải 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 tạo ra được cái mô hình kinh doanh mới hoặc là công nghệ hoặc là mô hình kinh doanh mới cái điều đó là rất quan trọng nếu như chúng ta đã chứng minh rằng là cái đó có cái có người cần bởi đó là một trong những cái gọi là cái năng khiếu đánh giá về về startup của các cái mentor hoặc là các shark như bọn tôi thì thông thường là chúng tôi sẽ cố gắng để để nhìn xem là cái đó thực sự là có có cần cho xã hội hay không cái nỗi đau mà người ta cần phải người ta đang đang nếm trải nó có đến mức mà người ta phải rút tiền túi ra để trả cho cái giải pháp của bạn hay không Đúng không? Đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu như cái đó đã được ở chứng minh ở một số nước thì cái tỷ lệ gọi là có người cần nó sẽ cao hơn nhưng không có nghĩa là bắt buộc. Rất nhiều cái mô hình thành công ở nước này nhưng không thành công ở nước khác. Đúng không? Rất nhiều chúng ta đã nhìn thấy rồi. Tôi giả sử là cái yếu tố thứ hai cũng được thông qua là ở Việt Nam chúng ta có cần nó. Đúng không? Và người ta mong muốn có nó. Thế thì cái điều đầu tiên là bạn phải làm sao để mà rất nhanh chóng đưa cái sản phẩm vào trong cái cái thị trường và ngay lập tức bao phủ. Bởi vì yếu tố công nghệ là một yếu tố nó rất là khắc nghiệt ở cái chỗ là 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 cái ý tưởng thì bao nhiêu người nghĩ nghĩ được. Đấy nhưng ai là người thành công nó đầu tiên thì thì cái cái tham minh ấy, yếu tố tham minh ở đây bao gồm cả hai là right time và đúng thời gian, đúng thời điểm và nhanh. Thì đó là hai cái tôi nghĩ rằng là tức là cái yếu tố thành công đầu tiên mà xếp hạng gọi là 57% uh, startup thành công hoặc thất bại thì yếu tố ưu tiên là tham minh. Yếu tố thứ hai là 32, 34% nữa là có phải sản phẩm là có mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng hay không? Có cần hay không? Đấy, chúng ta phải xếp hạng nữa như là trên chương trình là Sắc Đăng, là Sắc Bình cũng hay nói là là sản phẩm must have hay là good to have tức là buộc phải có hay là có thì tốt đúng không? Hay là không cần có đó nếu không cần nó thì chết chắc còn nếu có thì tốt thì chúng ta lại phải bán là cái kiểu khác còn must have thì chúng ta khả năng thành công là tương đối cao à, Cho em chia sẻ lại một tí là trong trường hợp mà mình nhanh Uh, nhưng mà mình vẫn là người startup thì là vốn mỏng thì khi mà mình đã tạo ra một cái cái cái, cái thị trường lớn trong, trong 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 xã hội rồi thì những cái công ty rất là lớn uh, có thể nhảy vào và cạnh tranh ngay lập tức với mình luôn và lúc đó mình uh, em nghĩ là đối với startup thì uh, tôi, tôi uh, uh, thực học. ra đây đây là một cái vấn đề mà của khá nhiều các bạn startup tôi xin lỗi nhưng mà phải nói thẳng rằng là có rất nhiều bạn rất muốn làm startup nhưng không có gì trong tay cả ngoài ý tưởng mà bạn vừa nói xong là em sợ rằng em làm xong cái thằng khác nó bắt trước ngay thế thì ý tưởng của bạn cũng lại cũng lại không phải là quá độc đáo hoặc là bạn không bảo hộ được ý tưởng của mình. Đúng không ạ? Mà thực ra mà nói như bạn vừa trình bày, ý tưởng này bạn cũng đang đi gọi là vay mượn từ nước khác, người ta đã làm thành công rồi, chúng ta đưa ý tưởng về Việt Nam. Thế trong trường hợp này thì rõ ràng bạn phải xác định luôn là người khác đã làm rồi, mình làm một phát thằng khác nghĩ ra ngay, người ta làm bắt chước được ngay, thậm chí họ mua luôn chính chuyên gia của chúng bạn thì có hai cách nhá. Một là bạn phải có những cái người đại ca thực sự lớn trong cái ngành đó họ sẵn sàng đầu tư cùng với bạn. Bạn chấp nhận là bạn là một thị phần chiếm tỷ lệ sở hữu nhỏ đi để cho những người lớn người nhảy vào. Đúng không? Thay vì là trước sau người ta sẽ làm thì mình mang đến mình chào luôn anh ơi, em biết trước sau gì anh làm cái này nhưng em có sẵn giải pháp rồi thì anh 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 mua em đi, anh nuốt em đi. Đúng không? Anh sơi em đi. Đúng không? Trước sau người ta cũng làm bướng bỉnh làm gì? Thực sự đấy, các bạn xem chương trình nó có rất nhiều ông startup trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đề nghị offer mới một cái giá rất là tốt. Bởi vì sao? Tôi muốn tiết kiệm để thì ngày mai trong chương trình Tank Forum ngày mai á, thì nó có một cái chuyên đề mà tôi phụ trách đó là 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 gì định giá đúng gọi vốn chúng. Đó, thì thì tôi sẽ nói về cái câu chuyện đó. Thế nhưng mà ở đây rõ ràng là gì là là các bạn đang không có cái gì cả mà các bạn cạnh tranh với một công ty rất lớn như chúng tôi. Đúng không? Trong khi tôi đề nghị rằng là hợp tác thì các bạn lại không nghe không nghe cứ muốn khăng khăng làm một mình thì trong đây đấy là một cách cách thứ hai là rất nhiều các bạn startup mà kiểu yếu ấy, thì lại có một cái kiểu cũng khá là hay tức là kiểu gọi quấy rối thị trường phá bĩnh thị trường <laughs> phá rối để cho nó ngứa mắt phá rối bằng cách là, là làm giá rồi là cái thứ linh tinh cuối cùng là mấy ông lớn nó mới khó chịu quá thôi mua quách thằng này để cho nó im mồm <laughs> đây là một cách ông thực sự đấy không đùa đấy là một chiến lược thực sự luôn của khá nhiều bạn startup thành công làm ra để bán làm ra một doanh nghiệp xong để bán Đúng không? Thực ra là Là, là Facebook hiện nay ấy, Apple ngày xưa và Facebook ngày nay ấy, là họ đang mạnh được hay là Như là như công ty rất lớn ở Mỹ đó là công ty Reuters, à công ty xin lỗi um, Compass Của Mỹ Hay là công ty Zillow của Mỹ Trong lĩnh vực này Họ thành công bằng cách là họ đi thâu tóm những công ty con Chúng mày cứ nghĩ đi, chúng mày cứ thử đi Tao thấy bắt đầu được, được rồi thì bắt đầu thâu tóm thì đấy là một đấy là một con đường đi của các bạn startup. Và trong châu Á, theo thống kê mới nhất, 95% cái cách exit của các nhà đầu tư trong lĩnh vực startup là bằng cách bán lại cho người khác. Cuối cùng là tất cả những ông nhỏ nhỏ đấy đều gom về một mối để tạo ra một cái gì đó lớn hơn. Facebook bây giờ đang làm rất mạnh mẽ điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà mà họ mua cái phần mềm WhatsApp với giá 19,5 tỷ đô la. Đúng không ạ? Trong cùng thời điểm đó, cả cái hãng Sony toàn cầu chỉ giá có 16 triệu đô la. 16 tỷ đô la mà một cái ứng dụng WhatsApp chắt chít vớ vẩn đúng không? Nói, nói như các cụ chúng mày có số này chắt chít vớ vẩn 19,5 tỷ đô la. Chúng ta có hình dung được không? Tức là tới tới gần 10% tổng GDP của cả Việt Nam. Có mỗi cái phần mềm chắt chít. Để làm gì? Để nó đưa vào ứng dụng vào Messenger. Chúng ta thấy Messenger thú vị không? Càng ngày càng thứ hai. Và đến một lúc nào đó, mục tiêu của Facebook là gì? Là khi chúng ta mở điện thoại ra Thay vì một đống icon phải nhóm, phải group, phải nọ kia thì chỉ cần một cái icon duy nhất, đó là icon Messenger. Đúng cảm ơn anh Hưng xin À, vâng một câu hỏi tiếp theo ạ câu hỏi tiếp theo này có thể là câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc à, chương trình ngày hôm nay à, một cánh tay ở cuối xa anh áo áo đen anh đang giơ tay áo đen ấy anh ở dưới tay đeo đồng hồ đấy tay trái đeo à, đồng hồ vâng à. dạ, xin chào sắc hơn xin chào các anh chị ở cái phòng hôm nay ạ em là nhân đến từ Bình Dương, hiện tại em là bên một công ty thương mại dịch vụ về hệ, hệ thống uh, nhà thông minh, ừ. thì uh, tưới cây tự động của anh uh, trên điện thoại là một phần của nhà thông minh uh, điều khiển từ xa như các bạn anh hân nói, thì cho em hỏi một câu như thế này, thì uh, hiện tại tôi cũng biết thì, thì hôm nay đó là cái việc mà cái sản phẩm tiêu dùng từ uh, nhà sản xuất đang uh, tiến cái cái giá thành đang tiến rất gần với uh, người sử dụng thì em đứng có bốn bốn thứ nhất là từ các đơn vị bán hàng ở trên những cái trang thương mại điện tử thứ hai là các đơn vị bán hàng về giá coi như cũng là rất là là là, là tốt và em đang đứng cái vị trí là thương mại dịch vụ và lớn hơn nữa là các nhà nhập có thể là nhập khẩu Để về nói là về lợi thế cạnh tranh thì mình nói mà bây giờ mình không uh, giảm giá. Ví dụ giá thành mình bán ra ở với vị trí mình thương mại dịch vụ thì ông ông bán hàng ở trên thương mại điện tử bán giá rất là tốt. Mình ở đây mình bán uh, trong khi khách hàng nói à cái giá bên đây như khi mình chào giá đơn vị nào cũng ra một cái giá rất là, rất là thấp. Thì đâu là cái còn cơ hội ở những một cái những đơn, gọi là đơn vị thương mại dịch vụ như như chỗ không em Uh, tức là bạn đang định cạnh tranh về giá đúng không? dạ không cạnh tranh về giá bạn nếu nếu mình cạnh tranh về giá thì cái, cái thị trường này này nó, nó sẽ bị chết đi uh, nhưng về... bạn đang bị cạnh tranh về giá dạ đúng thế bạn có tốt hơn người ta không? dạ có chất lượng có tốt hơn người ta trong cái nhóm đối tượng khách hàng cùng phân khúc của họ mình bán chung một sản phẩm chứ không phải là mình nói mình bán khác sản phẩm nữa à nếu như bạn bán chung một sản phẩm tức là bạn không quyết định được chất lượng sản phẩm đúng không? Dạ đúng ạ. Mình Thế thì tại sao người ta lại cạnh tranh về giá vì cùng một sản phẩm người ta hạ giá hơn à? Dạ đúng. Tại sao người ta hạ giá hơn được? Dạ. Tại sao người ta lại hạ giá hơn được? À, hạ giá hơn được thì cái lý do là, là um, em không mình không biết được tại sao người ta hạ giá hơn được. Tại vì mình mình bán ở một cái mức giá vừa mình rồi vừa lợi nhuận của mình rồi và vừa công ty mình chạy chạy cái là. Có Thế tôi người, vừa người, nói, nói đấy đổ. là là à. người ta hạ giá được chắc chắn là người ta có cái chi phí tốt thấp hơn bạn có thể chi phí mặt bằng thấp hơn chi phí lương nhân viên tốt hơn người ta không trả lương cho nhân viên người ta trả bằng hoa hồng người ta vận chuyển nhanh hơn người ta bán giá thấp vì người ta thu tiền trước chi phí tài chính đúng không chúng bạn phải tìm hiểu là tại sao người ta bán được giá thấp hơn chắc chắn bán giá thấp hơn là vì người ta có chi phí thấp hơn điều đó là chắc chắn không có gì phải bàn cãi còn trong trường hợp này người ta không bao giờ bán giá thấp hơn để chiếm lĩnh thị trường vì sản phẩm không phải là của người ta người ta cũng là nhà phân phối giống bạn đúng không có đúng không dạ đúng à, đúng thế nếu đã đúng là là người ta cũng bán với bạn cùng một sản phẩm thì không ai là bán hạ giá để chiếm lĩnh thị trường để thâm nhập thị trường vì đó là một hành động ngu si bởi vì là chúng ta sẽ vái thóc cho cả hàng xóm mở rộng thị trường thâm nhập thị trường tạo định vị thị trường vân vân cuối cùng là thằng khác nó nhảy vào nó bán thế thì bạn cứ từ từ cho nó hạ giá tí từ từ đã cho hạ giá đi xong rồi thị trường này cái sản phẩm đó nổi tiếng rồi người tiêu dùng có nhiều rồi người ta nghiện dùng cái sản phẩm này rồi lúc đấy bạn nhảy vào bạn hạ giá sau không muộn như vậy thì mình có thể là uh, trong quá trình mà hạ giá mình có thể mình chết hay không ạ à? không không chủ nổi <laughs> không mình bạn bạn không bởi vì là bởi vì là sau khi mà cái, cái bạn cái bạn có tính được cái điểm uh, hòa vốn của mình không bạn có tính được điểm hòa vốn không break even À, mình bán một à, hòa vốn á thì à... bạn bán bao nhiêu sản phẩm một ngày hoặc một tháng thì bạn hòa vốn hòa vốn à và dạ, nếu mà hòa vốn thì hiện tại thì à, nó nó đang ở dưới mức độ là hòa vốn trong một tháng là vừa được vừa đủ à. bao nhiêu sản phẩm thì hòa vốn bán theo cái à, ví dụ như bạn bán à, em bán vừa về, về sản phẩm vừa về dịch vụ ở à, thì vừa sản phẩm vừa dịch vụ thì bao nhiêu sản phẩm bao nhiêu dịch vụ thì hòa vốn Yeah, với chúng mình một cái một cái sản phẩm thì uh, tùy vào cái cái, cái, số, cái số lượng nhân viên của công ty tôi không cần thì, biết bao nhiêu tôi hỏi yeah. bạn có con, con số đấy bao giờ phải trong đầu mình đúng không bao giờ phải có trong đầu hôm nay em bán 10 sản phẩm em hòa vốn rồi bán sản phẩm thứ 11 em có lãi bán sản phẩm thứ chín này lỗ lúc nào phải có trong đầu bao nhiêu thì là break even đúng không lúc đấy chúng ta mới yeah. quyết định nếu chúng ta bán lỗ để chiếm lĩnh thị trường để chiếm đến thị phần thì chúng ta lỗ được bao lâu nếu chúng ta bán lãi thì mức lãi đó có cao quá không? Và liệu chúng ta có thể cắt bớt cái margin của chúng ta để mà chúng ta trở về cái mức break even trong một thời gian để gọi là cầm cự uống nước cầm hơi để mà chờ ngày cách mạng thành công hay không? Nếu chúng ta không trả lời được câu đâu là điểm break, break even của chúng ta thì chúng ta chắc chắn là sống cũng cũng là chẳng qua là may mắn còn chết thì cũng chả biết tại sao. Thật sự đấy. Nếu các bạn không tìm hiểu kỹ về cơ cấu giá, cơ cấu chi phí mà các bạn cứ nói rằng là nó cạnh tranh giá thì đấy là một cái gọi là giống như kiểu như là cứ ngồi ở nhà xong rồi là phán chửi cái thằng hàng xóm. Đúng không? Chửi đồng cái thằng hàng xóm mà tại sao mày cứ nọ tại sao mày thấy kia? Nhưng thực ra các bạn có biết nó đang làm cái gì đâu? Hãy nghiên cứu nó đi. Nhá. Tôi dạ. chắc chắn một điều rằng là nó hạ giá được, tức là cái chi phí nó phải tốt hơn bạn. Kiểm soát chi phí tốt hơn. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. dạ. Vâng, cảm ơn bạn. À, xin mời anh đi ạ. Anh áo sơ mi màu xám ở trên này anh đi. Chào Hưng và cho em hỏi là em cũng tính là thành lập một công ty nhưng mà nếu trường hợp mà em chọn cái nhãn hiệu sản phẩm của mình cũng là cùng tên với công ty luôn ừ. thì nó có những cái rủi ro như thế nào về lâu dài về phát triển sau này. À, cái thứ hai câu hỏi thứ hai nữa là à, em cũng có ra uh, nhịp phân khúc nhưng mà em muốn là do thời gian đầu mình cũng không có nhiều cho nên là mình muốn chọn luôn một cái tên đó để cho trong các phân khúc luôn thì nó sẽ ổn hơn về lâu dài không hay là nó nó sẽ có những cái gì anh có thể chia sẻ. Không? Nó cái này là một cái vấn đề chiến lược. Giữa cái việc đặt thương hiệu mà kể cả trong việc nếu chúng ta có nhiều sản phẩm mà chúng ta muốn đặt thương hiệu uh, cho nhiều sản phẩm đó thì nó có ba cái cách cơ bản. Một là thương hiệu bao trùm, tức là chúng ta dùng một cái tên nào đó ví dụ như là tên A xong rồi tất cả những cái thứ sau là là nối nối dài ví dụ như là vin đang đặt cái như thế vin home vinmart vinmec uh, vinmec uh, vin rồi vin school rồi vin gì đó đúng không vinpurn vinpurn ra vin air hay là vinpurn nào kia đấy là một cách đặt tên đó là một cái lợi thế lợi thế này nó tạo hiệu ứng tức là nghe nó hoành tráng và cứ cái này nó nhắc đến ông kia nó liên tưởng và có ý nghĩa bảo hộ bảo trợ tức là cái hàng này của vin ra là chắc là ổn vì vin vin home rất tốt thì chắc là vinmec cũng ok đúng không ạ kiểu kiểu như vậy hay vincom tốt thì chắc là vinmart cũng được đấy kiểu như vậy nó là cái lợi hay nếu bạn muốn đặt tên chung à, còn cách thứ hai là ngược lại hoàn toàn tức là chả gì có liên quan cả ví dụ như các bạn có thể không biết rằng là ví dụ như là nhà hàng ashima Nấu lấm hay là vuvuzela hay là ba con cừu hay là thế giới bò hay là gugi hay là thùng nướng nướng thùng vân đều của cùng một tập đoàn là Golden Gate đúng không ạ tên nó chả liên quan gì cả mà chả ai biết là tại sao lại bằng đấy cái tên mà nó có có gì liên quan đến nhau thì đó là hai cách cái nào cũng đúng cái nào cũng sai cái nào cũng hay cũng có cái dở hay của cái việc đặt tên chung là cộng hưởng nhưng dở là một ông chết thì cả làng bị nhiễm độc theo đúng không và cái kia thì ngược lại không hỗ trợ được không nhờ vả được gì nhau thì cũng chả có gì liên quan đến nhau cả mày chết kệ mày nó đã có khá nhiều cái thương hiệu của Golden Gate chết chứ không phải không Nhưng chết nó chả ảnh hưởng đến, đến thương hiệu sống Đấy là một cách Thì chúng ta phải cân nhắc Thế còn cái việc mà đặt tên giữa tên thương mại của sản phẩm Với lại tên công ty Thì nó không liên quan đến nhóm Thực ra là không liên quan lắm đến nhau Nhưng có điều là thế này. cái tên thương mại của sản phẩm bạn có thể bán được Có thể franchise được Có thể chuyển nhượng được Có thể cho người khác sở hữu được Nhưng tên công ty nếu như mà bạn gắn liền với nó Thì đôi khi nó lại khó khăn cho bạn trong cái việc đó Đấy, Thế cho nên là để linh hoạt hơn thì thì có thể bạn cân nhắc cái việc đặt tên công ty với lại tên sản phẩm, à, ví dụ như là, là nó còn tùy lĩnh vực nữa, nó còn tùy lĩnh vực nữa bạn ạ, nếu mà lĩnh vực của bạn là công ty với cả sản phẩm, công ty của bạn là công ty tư vấn luật với cả sản phẩm của bạn cũng là tư vấn luật thì tôi nhất đặt một là một cho nó xong, đúng không ạ? Ví dụ công ty của bạn là là công ty cổ phần trí uh, uh, Việt công ty cổ phần luật trí Việt trong lại sản phẩm của bạn là luật uh, luật gì đấy luật nghiệp dư chẳng hạn thì nó cảm ơn bạn đã xem video để nhận thêm các video tiếp theo vui lòng subscribe và theo dõi